Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Onraxa. Trong video vào cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về các loài hệ cỏ tiếp theo trong thế giới Ark Survival. Để có thể xem lại phần 1 hoặc các video khác trong series, các bạn có thể tìm ở phần hiển thị ở góc phải màn hình hoặc link mình để ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính ngay thôi nào. Diplodocus. Diplodocus là một loài khủng long chân thần lằn lớn, đuôi dài từ Bắc Mỹ của kỳ Jura, sống ở đồng cỏ và sa mạc. Trong Ark Survival, chúng phổ biến ở các quần xã sinh vật như Redwoods và không có khả năng gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Thay vì phát triển đến kích thước cực đại và trí thông minh, Diplodocus phát triển tốc độ nhanh hơn và sức bền tốt hơn. Khi trưởng thành hoàn toàn, nó thường chỉ đạt kích thước bằng khoảng một nửa loài Brontosaurus. Theo ghi chép trong hồ sơ thì Diplodocus là một loài động vật rất cứng đầu, thường gây tổn hại đến tính mạng của nó. Nó không bao giờ chạy trốn qua những kẻ săn mồi cho đến khi bị tấn công nhiều lần. Thay vào đó, nó thích thực hiện nhiều nỗ lực vô ích để kết bạn. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, Diplodocus tin tưởng con người đến mức dường như nó không bao giờ chống trả lại. Diplodocus đủ lớn và có lớp da đủ cứng để chỉ những kẻ săn mồi lớn hơn và quyết tâm hơn mới bận tâm đến chúng. Ngay cả nhiều người cũng không làm phiền chúng nhiều hơn so với các loại vật khác. Không gây ra mối đe dọa trực tiếp và chỉ đủ gây phiền nhiễu để hạ gục nó khi nhiều người không thèm làm theo ý thích. Kích thước và lớp da cứng của nó gợi ý cho những bộ lạc muốn tìm kiếm một kẻ săn mồi hàng đầu. Đó là việc lấy Diplodocus ra làm mồi nhử. Paraceratherium. Paraceratherium là một loài động vật ăn cỏ cổ dài, khổng lồ sinh sống ở một đồng cỏ trên đảo. Nó trông giống như một con la dữ ngựa và tê giác, nhưng kích thước lớn gấp đôi cả hai. Paraceratherium là một loài vật rất hiền lành và thân thiện. Nó là một trong những loài động vật có vú lớn nhất trên đảo. Mặc dù Paraceratherium có thể cung cấp một lượng lớn thức ăn đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng trở nên nguy hiểm khi bị săn bắt. Paraceratherium có ước tính nặng từ 15 đến 20 tấn khi trưởng thành hoàn toàn, cao khoảng gần 5 mét tính đến vai và dài 7,3 mét. Thân hình chắc nịch với đôi chân dài, khỏe mạnh đi đâng đỡ kích thước to lớn của loài vật này. Một chiếc cổ dài cho phép nó dễ dàng gặm cỏ trên cao. Da của nó cực kỳ dày và không có lông, phần da thừa tự gấp lại giống như loài tê giác ngày nay. Màu da có thể thay đổi từ nâu đến xám, mắt và tai nhỏ khiến thị lực và tính giác bị hạn chế, nhưng bù lại chúng có khứu giác tuyệt vời. Khi thuần hóa, Paraceratherium là một loài vật nuôi tuyệt vời. Kích thước của nó đủ để hỗ trợ một nền tảng mà trên lưng của nó có thể xây dựng các công trình. Đây là một loài động vật thân thiện tự nhiên và không sợ con người. Tuy nhiên, mặc dù có thái độ bình tĩnh như bình thường, nhưng khi nó hoặc chủ của nó bị khiêu khích bởi sự hung hăng, Paraceratherium có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa thực sự đối với kẻ tấn công và sẽ sử dụng kích thước của nó để tạo lợi thế trong chiến đấu. Megaloceros. Megaloceros là loài ăn cỏ rất nhát, chủ yếu được tìm thấy trong các khu rừng và núi của đảo. Do kích thước lớn, thái độ hung dữ của nó sẽ rất lạ ở bất kỳ nơi nào khác. Nhưng Megaloceros biết những kẻ săn mồi trên đảo hung dữ như thế nào, và việc chống khỏi chúng an toàn hơn là liều mạng sống của nó trong một cuộc chiến. Sừng của Megaloceros rất lớn và là nguồn keratin tuyệt vời. Những con đực Megaloceros có thể dẫn ra bằng cặp sừng ấn tượng của chúng, được dùng để vật lộn với nhau để tranh giành con cái. Loài này chỉ được tìm thấy ở những vùng lạnh nhất của Ark, nơi chúng là loài ăn cỏ phổ biến nhất và do đó là những con mồi thường xuyên của loài sói dữ và mèo răng kiếm, nơi chúng phải chịu chung số phận với những cư dân vùng lạnh nguyên. Tất nhiên, điều này làm cho nó trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị. Thật không may, việc săn Megaloceros không dễ dàng vì tốc độ nhanh và khả năng nhảy qua hầu hết các chướng ngại vật của nó. Megaloceros là sinh vật đa năng và nhiều người cưỡi nó đánh giá cao tính linh hoạt của nó. Nó khá mạnh mẽ và khả năng phục hồi, tốc độ cũng như khả năng nhảy của nó thường rất hữu ích. Cuối cùng, đòn tấn công bằng sừng lao tới của Megaloceros đực có xu hướng khiến mục tiêu chảy máu, làm giảm sức khỏe, sức bền và tốc độ của chúng cho đến khi được chữa lành. Chalicotherium. Chalicotherium hay còn được gọi là Chalico hoặc Chali, được tìm thấy với số lượng nhỏ trong các vùng lạnh hơn của đảo. Chalicotherium thường là loài ăn cỏ hiền lành, thích dành cả ngày để lười biếng hoặc chơi đùa với gia đình. Tuy nhiên, loài này rất có tính lãnh thổ và cả gia đình, già trẻ sẽ chống lại một sinh vật xâm phạm chỉ vì một sự khiêu khích dù là nhỏ nhất. Chalicotherium được mô tả tốt nhất là một con lai giữ ngựa, khí độc, gấu nhưng trông giống như loài lười đất. Giống như khí độc, nó đi bằng các đốt ngón tay. Chalicotherium lại có móng vuốt sắc bén. Những móng vuốt này được sử dụng để kéo cành lá về phía miệng, nhưng lại rất nguy hiểm khi chiến đấu.
Hình dạng hợp sọ, đuôi và tiếng kêu có xu hướng giống loài ngựa hơn, trong khi cơ thể có hình dạng gần giống với loài lừa đất khổng lồ như Megatherium. Theo ghi chép trong hồ sơ thì một nhóm Chalicotherium đang chơi đùa, chúng đếm những quả bóng tuyết lớn vào nhau. Nói thế chứ tôi chưa thấy đoạn đó nên tôi không đưa vào clip được, các bạn thông cảm nhé. Những sinh vật nhỏ hơn trong khu vực tránh xa Chalicotherium trong quá trình hoạt động này vì sợ bị chôn vùi trong tuyết hoặc sỏi. Trong khi nhiều sinh vật hữu ích khi tấn công pháo đài, Chalicotherium có thể được huấn luyện như một pháo binh cơ động. Thói quen chơi đùa độc đáo của nó trở thành một chiến thuật tấn công tầm xa khá tàn khốc khi được ném đá thay vì ném cầu tuyết. Duedicurus. Duedicurus còn được gọi là Due hoặc Duedic, là một loài động vật có vú trong Ark Survival. Duedicurus là một loài động vật có giá trị trong việc thu thập đá. Duedicurus là một trong những loài ăn cỏ không hung dữ của đảo, thường được tìm thấy ở vùng núi và đồng cỏ. Chúng có nguồn cung cấp mỡ để giữ ấm và ăn trong thời tiết lạnh. Duedicurus đã thích nghi tốt với những loài nguy hiểm trên đảo, thậm chí có lẽ còn tốt hơn cả Ankylosaurus. Duedicurus có hai phản ứng khác nhau đối với động vật ăn thịt. Đối với những kẻ thù nhỏ hơn, chúng thường sử dụng cái đuôi nhọn của mình để gây ra càng nhiều sát thương càng tốt. Tuy nhiên, đối với những kẻ săn mồi lớn hơn, chúng kéo đuôi của mình vào bên dưới để tạo thành một quả bóng bọc thép chắc chắn mà các sinh vật gần như không thể xuyên thủng. Từ đó, chúng có thể thực sự lăn đi đến nơi an toàn tương đối dễ dàng. Duedicurus là một loài động vật làm việc khá chăm chỉ trên đảo khi được thuần hóa. Đuôi nhọn của nó lý tưởng để nhanh chóng đập vỡ những tảng đá lớn. Vì vậy, Duedicurus là một công dân khai thác đá rất hiệu quả. Ngoài ra, sở thích của nó đối với đá đã cho phép nó mang đá với trọng lượng tương đối ổn. Chim dodo. Rufus replicae thường được gọi là chim dodo, có lẽ là sinh vật tương đối ngờ ngợt trong Ark Survival. Nó lang thang khắp các bãi biển của đảo, mỗi qua mộng trên cây và bị đủ loại động vật ăn thịt ăn thịt. Nếu không có dodo, toàn bộ chuỗi thức ăn của đảo sẽ tan rã. Phân loài dodo này phát triển một cách cực kỳ thông minh để duy trì sự sống. Chúng giao phối liên tục. Theo như hồ sơ ghi chép về chim dodo, chúng đạt đến độ trưởng thành hoàn toàn trong vòng một tuần sau khi được sinh ra. Đây là đặc điểm duy nhất giúp chúng đông đúc trên đảo. Trong game thì có tương đối ít người muốn thuần hóa một con chim dodo. Nó không thể mang được nhiều vật dụng và cơ thể cũng là một gánh nặng. Nó không cung cấp nhiều thức ăn và nó quá ngờ ngợt để thể hiện tình bạn. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động như một nguồn thức ăn cuối cùng. Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng giữ một số thức ăn xung quanh giai đoạn khó khăn là một điều có thể tính đến nếu bạn là người tính xa. Ajatina. Ajatina là một động vật không xương sống, hay cụ thể hơn là một loài thân mềm trong bụng trong Ark Survival, được tìm thấy chủ yếu ở các đầm lầy và rừng đậm. Ajatina là một động vật thân mềm trên cạn rất chậm chạp và không gây nguy hiểm. Có lẽ đây là loài động vật dễ săn nhất trên đảo. Và mặc dù nó chỉ cung cấp một lượng nhỏ thịt và chitin, nhưng một bữa ăn dễ dàng luôn có giá trị trên đảo. Không giống như hầu hết các loài động vật khác, Ajatina không thải phân bình thường. Thay vào đó, nó tiết ra một chất đặc dính. Nó để lại những vết chất dợn này, nhưng những vết rất mỏng nên chúng nhanh chóng vỡ vụn thành bụi. Có một sự thật hữu ích về Ajatina khiến các bộ lạc tìm cách thuần hóa chúng. Chất tiết của chúng về mặt hóa học tương tự như chematin pass và organic polymer được nhiều bộ lạc sử dụng làm vật liệu xây dựng. Ajatina đã thuần hóa sẽ tích tụ chất dơ này theo thời gian, sau đó có thể được thu thập bởi các bộ lạc. Theo truyền thuyết, Ajatina có thể được thuần hóa bằng một loại bánh, đặc biệt từ cây trồng và tài nguyên đã thu hoạch. Rhydiornatha. Rhydiornatha là một loài côn trùng to tổ bố trong thế giới Ark, nhưng vẫn đủ nhẹ để bay và trượt trên mặt nước. Theo những gì hồ sơ ghi chép thì nó có thể tạo ra một loại nhựa cứng nhanh, hữu ích một cách kỳ lạ với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nó có thể làm dày lớp vỏ của mình để tăng cường khả năng phòng thủ, phun ra những quả cầu cứng như viên đạn hoặc phun ra những quả cầu mềm cứng lại khi va chạm để thu hút những kẻ săn mồi đang lao tới. Rhydiornatha có thể được xem là thứ bạn cần để nâng cấp khả năng phòng thủ trên không của bộ tộc mình. Nó có thể tự dính vào các sinh vật khác hoặc hàng hóa và mang theo mọi thứ xung quanh căn cứ của bạn. Đồng thời, bơm keo của nó phá hủy tích cũng như phân của Deinopithecus. Những con đực của chúng có một loại pheromone mời gọi những con cá đẻ trứng. Thu hoạch pheromone đó và bạn có thể đánh dấu bất kỳ sinh vật nào để con cái đẻ trứng. Glowbug. Glowbug hay Lightbug, dịch nghĩa là bỏ đen. Đây là một trong những sinh vật trong bảng mở rộng Aberration trong Ark Survival. Theo hồ sơ Ark ghi chép thì Glowbug là hậu duệ của họ côn trùng làm Bradyrhe. Thông thường, một loài côn trùng với đặc điểm của nó sẽ phát triển mạnh ở những khu vực không có kẻ thù tự nhiên nào được biết đến. Nhưng cơ thể quần thể Glowbug được điều chỉnh theo số lượng sinh vật tranh giành nguồn sáng tích điện của nó. Mặc dù là nguồn tài nguyên quý giá, nhiều bộ lạc tin rằng Glowbug là loài linh thiêng và ngưỡng mộ nó vì độ sáng và các hoa văn thanh lịch của nó. Đó là về mặt tự nhiên còn về thuần hóa.
thì đến cả các nhà phát hành còn nói rằng thuần hóa một con bọ cánh cứng sẽ là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn khi chúng ta không biết nó có bất kỳ tiện ích hay chức năng hữu ích nào. Nhưng chúng ta có thể tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng chúng để thắp sáng một khu định cư. Gaspec. Gaspec là sinh vật bản địa của bản đồ Extinction Genesis phần 1 và 2. Có một số giả thuyết rằng một thành viên của ngành Tardigrada sẽ là loài cuối cùng trên trái đất trong trường hợp xảy ra ngày tận thế. Vì vậy, theo một số cách, sự tồn tại của Gaspec có danh pháp là Mopsekinesis là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Gaspec chậm chạp và không hiệu quả trong chiến đấu. Vì vậy, để sống sót, nó có xu hướng chọn cách để bay. Đầu tiên, nó tự phồng lên như một quả bóng bay, châm lại trong giây lát và tăng độ bền. Sau đó, nó phóng lên không trung bằng cách đẩy khí qua một loạt các cơ thắt ở dưới bụng. Nó cũng sử dụng các cơ thắt này để làm chậm quá trình hạ xuống. Đúng vậy, nghe có vẻ hơi hài gión. Nhưng Gaspec đã tận dụng tối đa khả năng này của mình. Ngoài việc nhảy, nó có thể sử dụng khí dự trữ để đẩy lùi kẻ xâm lược hoặc thậm chí nổi trên mặt nước. Khi được thuần hóa, Gaspec là một phương tiện chở hàng tuyệt vời. Những sợi lông trên lưng cho phép người cưỡi của nó điều khiển mà không cần yên. Và nó mang lại một lượng lớn hàng hóa đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể. Một tiểu đội nhỏ như thế này có thể khiến chúng ta vận chuyển số lượng kha khá tài nguyên trong chốc lát. Vừa rồi là các sinh vật tiếp theo mình muốn gửi đến các bạn trong phần 2 về các loài hải cỏ trong Ark Survival. Các bạn thấy sao về số này? Có muốn mình làm thêm phần 3 không? Nếu có thì hãy bình luận cho chúng mình biết nhé. Để xem lại các số trước trong series, các bạn có thể bấm vào phần đề xuất ở góc phải màn hình cũng như link mình để ở phần mô tả và bình luận. Nếu thấy video này hữu ích thì để lại một like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. My appetite.